và khi vợ chồng quan hệ nhiều hay quan hệ thái quá có phạm tội nặng không sư à, như sư nói đó, như sư nói có những cái mà đức phật ngài ít khi đề cập tới à, không phải là ngài khuyến khích, khuyến khích bởi vì cái đơn giản là cấm chúng sanh cũng vậy có nói có nói gì nữa thì chúng sanh cũng khó bỏ mà những chúng sanh bỏ được thì đều xuất gia theo ngài hết rồi ra ngài chỉ nhắc nhở là cái sự nguy hại của các chục. làm ơn làm phước nhớ dùm sư một chuyện như thế này thật không bao giờ dùng cái từ chánh văn sư không biết cái từ đó ai sáng chế ai tạo ra để rồi mình Ờ, mình đi mình nói chuyện với nhau dùng cái từ chánh dâm nó kỳ nên nhớ cái chuyện mà quan hệ nam nữ dù cái đó là quan hệ vợ chồng trong Bali nó có cái từ có từ đó gọi là cái từ gì Abram tức là phi phạm hạnh có nghĩa là cái đó không phải là cái hạnh tốt mà của cái người giữ gìn phạm hạnh nên làm là phi phạm hạnh mà đó là phi phạm hạnh áp râm á cháu giá thì ở đâu ra mà mình có cái từ chánh dâm xuống hiểu nổi rồi um, ba đi nó còn một cái từ nữa mà mô tả cái chuyện là quan hệ vợ chồng nhưng mà cái từ đó đó uh, mang, mang, cái ý nghĩa là dơ bẩn nghĩa là dơ bẩn thấp kém dù là vợ chồng cái nghĩa của cái từ đó nghĩa là dơ bẩn thấp kém ờ thì mình dựa vào cái gì mình dùng cái từ là tránh giấm nó kỳ ghê lắm mà họ sướng hiểu ai sáng chế ai tìm được cái từ đó ờ, nhưng mà như sư nói đó à, do chúng sanh ham vui quen rồi à, cấm cũng vậy thôi thành ra là phật chỉ nhắc nhở chúng sanh cái sự nguy hại quét dục chúng sanh nào nghe phật ấy thì bớt lại á, mà bớt dần cho đến cái mức độ là ly dục xuất gia thì nó là tốt nhất đấy à, rồi có một chuyện có một chuyện là ở trong uh, nhiều cái bài kinh nhiều cái bài kinh có một cái gọi là cái phước của người cư sĩ mà nhiều người họ hiểu lầm tức là gì nó có cái câu như vậy chỉ À, vui họ chỉ biết đủ với vợ nhà thì nhiều người họ nghĩ họ hiểu lầm đó là ở à, như vậy thì tôi tôi ngủ với vợ tôi thì như vậy tôi được phước sai cái câu đó có nghĩa như thế này có nghĩa là ngoài cái người vợ hợp pháp của mình ấy mình không suy nghĩ mình không tưởng đến bất kỳ người phụ nữ nào khác thì cái thái độ mà kiểm soát bản thân đó nó là phước hiểu vấn đề không? cái chuyện mà mình tự mình kiểm soát mình ấy bản thân nó là phước chứ không phải cái chuyện mà mình vui vẻ với vợ mình nó là phước hiểu sai hiểu sai thì mình tự nhiên là chắc có lẽ hiểu sai vậy nó, nó đẻ ra cái từ là chánh nhập kỳ cục hết sức rồi, ngay cả cho nên sư mới nói là ngay cả vợ chồng cũng vậy trong cái vấn đề quan hệ đó, sư à, được một cái, uh, không biết gọi là may, hay, may mắn hay bất hạnh, đó là sư uh, từng lập gia đình rồi, cho nên là khi mà nói về cái chuyện này mình không có ngại, hmm. tức là trong suốt cái quá trình đó đó. Cái tâm tham dục đó, Nó được đẩy lên rất là mạnh mẽ Tâm tham dục đẩy lên rất là mạnh mẽ Thì chắc chắn là Mình đang tạo cái nghiệp bất thiện Chắc chắn cái chuyện à, Thành ra là Mình càng thường xuyên Càng thường xuyên Mà mình càng dùng nhiều cái chiêu trò Để mình thỏa mãn được cái dục vọng của mình Thì cái nghiệp đó Nó càng Nặng hơn có nhiều rất là nhiều lần sư nói không phạm giới không có nghĩa là không tạo nghiệp ừ. à, thành ra đó đặc biệt ví dụ như là người đàn ông mà họ cái tham dục của họ mà nhiều quá nhiều quá nặng quá thì nhiều hoa văn quá chơi nhiều hoa văn quá thì nhớ dùm ha, Đời sau kiếp khác mình hết phước, hết phước đàn ông. Không còn là đàn ông nữa. Mình là cái đàn gì chứ không phải đàn ông. Thì ráng chịu nha, ráng chịu nha. Đấy. Ừ. Và cái, ở trong cái tam giới, đó, nhất là cái cõi dục giới. Đó. Nhắc quý vị nhớ dùm chuyện gì. À, trong cái vấn đề mà sinh hoạt vợ chồng. Mình càng sạch mình càng tiết chế thì mình càng gần gần ở trên, mà mình càng chơi nhiều hoa văn thì mình càng gần ở dưới. Thành ra đó, cái cõi đi về của mình, ấy, mà mình muốn biết là mình cái xu hướng của mình là mình đi xuống nhiều hơn hay mình đi lên nhiều hơn cũng có thể nhìn vào cái chuyện đó thì nếu mà mình cái dục tham của mình quá nhiều thì uh, mình khó đi lên mà nếu như cái đi lên thì đi lên cũng không có xa nó giống như nhảy cao ha muốn nhảy cao bình thường thí dụ như cái người bình thường mình có thể mình nhảy cao cỡ mét uh, mét rưỡi mét rưỡi à, mà nếu như mà mình cái người mà mình nhẹ hơn nữa đó nhẹ hơn nữa mạnh hơn nữa thì mình có thể mình nhảy cao hơn nhảy được 2 mét mà nếu như mình đeo cục tạ theo á thì mình sẽ nhảy nó thấp hơn đeo càng nhiều mình nhảy nó càng thấp mà đeo nhiều quá thậm chí mình đi không nổi chứ đừng nói nhảy thành ra cái chuyện đó ha mặc dù đúng là nó không phạm giới nhưng mà chắc chắn là nó sẽ tạo cái nghiệp bất thiện mà mình càng nặng về cái nghiệp này thì chắc chắn là mình càng gần với những thứ ở dưới càng gần với những thứ ở dưới chưa nói cũng sanh làm của loài thú ha nhưng mà có những con thì nó ưa ánh sáng ví dụ như có dễ thương dụ, có nhiều ai lực ví dụ như à, con nai chúa ví dụ như con voi à, ví dụ như con sư tử à, đấy à, nhưng mà có những con mà nó cũng là loài thú nhưng mà có những con nó phải chui rút ở những cái chỗ tối tâm hôi thối như con gián, như con chuột à, à, như, như là con dung con dế Ờ, hoặc là như mấy con trùng chỉ ở dưới, ở dưới cống thì ngay cả cái chuyện sa đọa thì nó cũng có cái sự phân biệt hơn thua ở cái chỗ là dục anh nhiều ít nha thành ra là cẩn thận cái chuyện đó. Đi lên cũng vậy thôi. Dục anh nhiều thì anh đi lên nó có hạn nha, anh đi lên nó có hạn. Dục càng nhẹ anh có khả năng đi, anh đi lên càng cao.